thấy được vạn pháp, vốn có riêng tự tánh, không biên kiến chấp thủ, thắng trí vượt luân hồi. Nguyện chánh pháp thâm sâu, được quảng diễn tinh tường, nguyện muôn loài lợi lạc, thoát trầm luân khổ hải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con đã đọc xong bài kinh, giờ xin được trao mãi lại cho đạo tràng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời những người kế. Dạ, mô Phật. Đại sư Nguyên Thông rớt mít rồi ha. Dạ, mô Phật kính lễ Tỳ Kheo Pháp Trang. Thưa sư, bây giờ mình còn 15 phút nữa. Kính mời sư chia sẻ vài lời Phật dạy được không ạ? Chia sẻ vài ý. Bây giờ sư đang ở đâu? Cái này không thấy nha. Sư đang giơ tay ha. Thì mời Nguyên Như thọ tam quy ngũ giới nha, rồi thỉnh Tỳ Kheo Pháp Trang truyền giới được không ạ? Rồi mời Nguyễn Trang giơ tay. Rồi kính mời. Dạ bạch sư, Nguyên Như còn đang chạy ngoài đường, Nguyên Như khoảng 20 phút nữa mới tới bạch sư. Dạ. Dạ, sao không thấy ai giơ tay hết? Mic này ế quá. Thiệt ra tình hình bữa nay cũng cũng hơi căng vì cái vụ coronavirus này. Quả thật là vô thường, mà quả thật là đau khổ quý vị. Nhiều nước bây giờ đang bị rất là nặng. Đại Hàn,
Nhật Bổn, Iran ha, rồi Ý, Pháp cũng có người chết rồi. Lòng người bây giờ rất là hoang mang. Quý vị biết nhiều cái nhà hàng tàu, rồi nhiều cái chợ, chợ tàu, chợ đại hàng vắng người quý vị, rất là ít người. Rồi nhiều cái công ty đóng cửa tại vì không có đồ mà người ta cũng cũng lo, bắt đầu lo rồi đó. Thiệt ra thì mình phải tập chánh niệm thôi. Vô thường nó đến là bất cứ lúc nào. Thì thấy Nguyên Trang đến với lớp học rồi nè. Bây giờ mời Nguyên Trang thọ tam quy ngũ giới nha, rồi thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông truyền tam quy ngũ giới giùm. Dạ, kính mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Con xin tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Ukasa Mayang Phan Tê Quy Sung Rakhanak Tha Yati Sarane Nasaha Panchasila Niya Chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Duti dâm bi ma dân phần tê quy sung rakhanak tha yati sarane nasaha panchasila niya chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tả ti dâm bi ma dân phần tê quy sung rakhanak tha yati sarane Nasaha Panchasila Niya Chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ kính sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh và sau đây con kính cung thỉnh sư Nguyên Thông từ bi hoan hỷ truyền tam giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính dâng bích lại cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ Thanh Tâm truyền trao quy giới cho hàng Phật tử hiện đang có mặt trong room. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A Hàng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A Hàng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A Hàng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bồ Đề Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Đàm Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Sang Ga Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Đu Ti Dâm Bi Bồ Đề Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Đu Ti Dâm Bi Đàm Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Đu Ti Dâm Bi Sang Ga Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Ta Ti Dâm Bi Bồ Đề Hằng Sa Ra Nang Ga Cha Mi Ta Ti Dâm Bi Đàm Hằng Sa Ra Nang Ga
cha ni ta ti dâm đi sẵn khăn xá ra năng gà cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sangkhang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Thammang saranang gacchami, Dutiyambi Sangkhang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Thammang saranang gacchami, Tatiyambi Sangkhang saranang gacchami. Tế saranagganang paripunnang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na thi pa ta ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma ni ya mi a ni na da na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma ni ya mi ka me su mi cha cha ra ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma ni ya mi mu sa va da ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma ni ya mi su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma ni ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Panatipata Vê Ramani Sikha Padang Samadhyami Adinna Dana. Vê Ramani Sikha Padang Samadhyami Kame Sumicha Chara. Vê Ramani Sikha Padang Samadhyami Musawada. Vê Ramani Sikha Padang Samadhyami Surame Raya Machapa Madathana. Vê Ramani Sikha Padang Samadhyami. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha bada disadukanka toa apma madena nikchaka lang samara kitap bang. Chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ama phân tê, và chúng con xin phân. Thế Tôn có dạy rằng Sile na suga tin yang ti sile na phoga sampada sile na nip buôn ti yang ti ta sma si lăng vi so thát dê. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa thu sa thu lành thai uttamang ge na wan de hang ta da bang sung waruttamang putthe yo khalito do so putho khamatu tang mamang
Uttamange na vande hang thammang cha duvi tham varang thamme yo kalito doso thammo thamatutang mamang Uttamange na vande hang sangkhan cha duvi thottamang sangkhe yo kalito doso sangkho thamatutang mamang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính chào thầy kinh vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammade sanna ya jana gatha Brahma jaloka tibati sahambati katanjali antiwarang aya chatha Santi thasakta parachakha chatika de se tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin winayan chaka yan suttan chabantham avitham machammang ako tayanto chatusak chadandang bap Bồ tha nay ye barisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh thầy kinh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính kính cung thỉnh thầy ạ, xin bàn tay của thầy. Dạ con xin xin hết ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Ma á, Nam mô Sang Khai á. À, kính lễ chư tôn đức tăng, xin thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo 1 2 3, rồi nghe còn lành ha. Rồi kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại buổi học tiếp tục là kỳ trước của chúng ta học cái phần sở tình hảo, hôm nay chúng ta học tiếp ha. Thì chương trình hôm nay có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đọc Pali. Chúng tôi trích lục về 38 pháp hạnh phúc, đọc từ phần từ từ ha, đọc Bali rồi kệ Bali luôn, đọc kệ kệ xong rồi chúng ta mới đọc phần tiếng Việt và tiếng Anh. Tức là nhắc lại là đọc 38 pháp hạnh phúc, chúng ta đọc cái Bali cái câu đó xong rồi mình mới kệ một lần thôi nha, đọc một lần kệ một lần, đọc tiếng Việt rồi xong đọc tiếng Anh. Này chúng ta có thêm nhiều cái tiết mục hấp dẫn như thế, và sau đó đi vào bài học. Rồi phần chót nếu có thì giờ chúng ta đi vào câu hỏi. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tắc. Arahang samma sambuddho phagava buddhaṃ phagavantaṃ avivadeyami Sakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami
Sama sambutamatulang sasatam maganutamang api wa di japa sesang api tamat sang kahang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. À, Nam mô Thầy ạ, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khải. Rồi, chương trình chúng ta bắt đầu bằng Bali 38 pháp hạnh phúc ha. Rồi, từ từ cho hết là thì mỗi lần chút chút cho hết. Rồi, đọc xong cái Bali xong cái kệ xong cái đọc tiếng Việt xong cái đọc và tiếng Anh. Rồi xin mời quý vị hoan hỷ tham gia cho nó được nhiều cái sự lợi lạc cho cái rung mình được sống động ha. Xin mời quý vị. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Sư Nguyên Thông. Kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Trước khi Sư đọc cái bài kinh này, Sư xin chúc mừng Thầy Kinh và lớp học đã có được cái quyển Abhidhamma đầu tay, tức là cái quyển vi diệu pháp. Chúc mừng Thầy Kinh. Thiệt ra thì những vị thiền sư hoặc là những vị pháp sư đó, cứ một lần nói pháp hoặc là những cái khóa thiền đó, cái các ngài nói pháp một lần một bài, rồi cái đệ tử của các ngài đó, cái họ viết lại, lúc đầu họ thâu thâu xong rồi viết lại, thì nhiều ngày như vậy thành quyển sách, giống như quyển 30 ngày thiền quán của ông Joseph, rồi hành thiền một cách đơn giản của ngài Uga, của bàn tế Gura Ratana người Tích Lan, rất là hay. Dạ, yeah. Một lần nữa chúc mừng Thầy Kinh đã có quyển sách đầu tay. Và bây giờ sẽ xin đọc bài kinh kinh Pháp Cú. Kinh này hình như kinh hạnh phúc kinh, nhưng mà sư không có biết kể nha. Giọng sư là giọng thuốc lào, sư kể không có được. Quý vị hoan hỷ ha. Rồi, kinh Pháp Cú. Ase vana chapa la nang bandita nang chase vana puja chapu chani ya nang e tăng măng galamutta măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Yeah, Mô Phật sư đã đọc xong, kính mời vị kế tiếp nha. Yeah. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin đọc cái bài kinh hạnh phúc, 38 phút hạnh phúc. Asevana cha ba la nang pandita nan cha sevana pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mangala mu ta mang asevana cha ba la nang pandita nan cha sevana pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mangala mu ta mang asevana cha ba la nang pandita nan cha sevana pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mangala mu ta mang ti. Không cần gửi cái ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, that is the highest happiness. Not associating with fools, associating with the wise, pay respect to those worthy of respect, highest
happiness. Dạ xin mời người kế. Dạ con Như Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con kính chào thầy Kim cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kinh 38 pháp hạnh phúc ạ. Asewana chapalanang pandita nan chasewana pucha chapu chaniya nan etang mangkalamut tamang. Asewana chapalanang pandita nan chewana pucha chapu chaniya nan etang mangkalamut tamang. Không gần gũi cả ác, thân cận bậc trí hiền đảnh lễ, người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to the worthy of respect, highest happiness. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin kính mời đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con kính chào thầy Kinh. Cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Như Quỳnh đã cho biết được kính hiệu. Dạ con xin đọc kinh 38 pháp hạnh phúc. Asewana chabala nang bandita nhan chasewana puja chapu chaniya nang e tang mangalamut tamang. Asewana chabala nang bandita nhan chasewana puja chapu chaniya nang ê tăng măng ga là bút ta măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, not associating with the wise, paying respect of those worthy of respect, highest happiness. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính mời ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin trả bài ạ. Kinh 38 pháp hạnh phúc. Ase wa na cha ba la nan ban di ta nan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya nan e tang mang ga la mut tá mằng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise,
paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Asewana cha balanang banditanan cha sewana bu bu cha bu cha bu cha cha bu cha hijanang e tang mang gala mua ta mang. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. A se wa na cha ba la nang ban di ta nan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga lu ta mang. A se wa na cha ba la nang ban di ta nan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mu ta mang. Asewana balanam banditanam chasewana buchacha buchaniyanam etang mangalamutamam. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con, tại con không có biết kệ ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, con xin phép được xuống mic ạ. Xa thử, xa thử. Vậy chắc hết ai lên hả? Alo. Đâu còn ai nữa không? Ai đọc cũng hay hết trơn. Đọc càng ngày là mình càng điêu luyện nha. Con cái kệ, kệ chứ ráng đọc kệ cho nhiều vô. À, xế quá nè. Chà ba la nắng. Banditanan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mut ta mang. À đại khái vậy không? Rồi, bao tay rồi. Rồi thì rồi là chúng ta học đang học trong phần tâm sở tình hảo biến hành, là một trong 19 tâm sở tình hảo biến hành. Tính niệm phàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm. Rồi hôm nay chúng ta học tới là nhu thân và nhu tâm, đúng chưa? Nhu thân và nhu tâm. Rồi bây giờ nhu thân và nhu tâm.
Kiều Bà Ly này. Đó, nhu thân nhu tâm kaya mudita là nhu thân, citta mudita là nhu tâm. Bây giờ mình ghi cái chữ mudu, mudu hay chữ mudu không ạ? Chữ mudu, chữ mudu có nghĩa là mềm dẻo, dịu dàng, dễ thương, dễ uốn nắn. À, mu đu mềm dẻo dịu dàng dễ thương dễ uốn nắn. À, tức là ý nghĩa từ cái chữ, cái căn cái chữ mu đu này. À, tức là khi mà một cái loại tâm hay tâm sở mà nó có mang cái tính chất này, tức là nó là một loại tâm sở mềm dẻo, tâm sở dịu dàng dễ thương dễ uốn nắn. À, tức là như vậy là những người nào mà dễ thương thì những người đó là dễ uốn nắn. À, những người nào mà không dễ uốn nắn thì những người đó là khó ưa, ha, mà mình phải hiểu vậy cho nó dễ nhớ. Em ai dễ thương thì người đó dễ uốn nắn, còn không dễ thương là thôi dễ ghét, là thôi cứng lì đầu cứng mà không có uốn nắn được, mà không có dùng chữ mú rú được. Rồi như vậy là cái chữ mú rú là ý nghĩa là như vậy. Rồi mình ráp cái chữ ca giá mu đu ta, cái ca giá là thân, mu đu ta là mềm dạy dẻo dịu diễn ha. Bây giờ mình ghi nguyên chữ ca giá mu đu ta hai chấm, ca giá mu đu ta. Hai chấm, sự nhu nhuyễn phải mềm mại, phải sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không cương ngạnh, không thô cứng không cương ngạnh của thọ tưởng hành, thọ tưởng hành quẩn chấm. Sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không ương ngạnh của thọ tưởng hành quẩn, được chưa? Ok, tức là ca giá mu đu ta là nói đến một cái sự nhu nhuyễn mềm mại, một cái sự mà không có bị thô cứng không có cương ngạnh của thọ. Ở đây là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành quẩn là những tâm sở còn lại. À, thì giờ mình xuống dòng mình ghi là nói một cách khác, nói cách khác hai chấm để cho dễ hiểu hơn ha. Nói cách khác hai chấm, nhu tâm sở, nói cách khác hai chấm. Yeah. Nhu tâm sở là tâm sở làm cho các tâm sở đồng sanh khác được mềm dịu nhu nhuyễn. Tâm sở là tâm sở làm cho các tâm sở đồng sanh khác được nhu nhuyễn, được mềm dịu nhu nhuyễn. À, tức là nói một cách khác dễ hơn, tức là ca giá mô đu ta này nó là mình lên đầu là mình dịch là cái chữ nhu thân ha, ca giá là nhu thân, nhưng mà thật sự nói ý nghĩa của nó là nói về nhu tâm sở, tức là nó là một tâm sở nó làm cho những cái tâm sở khác đồng sanh chung với nó trở nên mềm dịu, trở nên là dễ uốn nắn, trở nên nhu nhuyễn dịu dàng. Thì như vậy được gọi là ca giá mô đu ta là nhu thân, hay nói rõ hơn là nhu tâm sở. Đúng chưa? Hai sức quan ngọc mới vô rồi mà. Rồi, đó là ý nghĩa của cái chữ mà ca giá mu đu ta là nhu thân. Rồi, xuống dòng chích tá mu đu ta hai chấm. Chích tá mu đu ta. Chữ kỳ vậy?
chích tá mua đủ thì sẽ có cái mặt chích tá mua đủ ta trở lại có cái mặt đang giận chắc rồi. Đúng rồi, chích tá mua đủ ta hai chấm. Sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không cương ngạnh của thức uẩn. Sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không cương ngạnh của thức uẩn. Sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không cương ngạnh của thức uẩn. Hay nói cách khác, tâm sở nhu tâm, tâm sở nhu tâm làm cho tâm được dịu dàng mềm mại. Tâm sở nhu tâm làm cho tâm được dịu dàng mềm mại. Rồi đó, tức là từ cái chữ chích tá bố đú ta này là nói về một cái loại tâm sở. Mà tâm sở này á, nó là một cái loại tâm sở, nó làm cho tâm, hay nói chung nói một cách rõ là nó làm cho thức, làm cho thức uẩn, hay là làm cho tâm được mềm dịu, được nhu nhuyễn, không bị sượng sùng, không có bị cứng, không có bị thô, nó được mềm dịu, mềm mại, nhu nhuyễn. Thì đó là citta mudita, tức là tâm sở này được gọi là tâm sở nhu tâm. Đúng chưa? Cái đầu là tâm sở như tâm sở là thuộc về nhu thân. Cái thứ nhì là tâm sở nhu tâm. Và hai loại tâm sở, một cái thì làm cho những cái tâm sở khác được mềm dịu nhu nhuyễn, còn một cái làm cho tâm được mềm dịu nhu nhuyễn. Rồi xuống dòng đánh qua thị là dòng cái. Cả hai làm cho tứ danh uẩn được nhu nhuyễn, mềm mại, không thô cứng. Cả hai làm cho tứ danh uẩn được nhu nhuyễn, mềm mại, không thô cứng. Cả hai làm cho tứ danh uẩn được mềm mại, nhu nhuyễn. Tức là cả hai cái tâm sở này đó, tức là tâm sở nhưng là Kaya Mudita và Chitta Mudita, và cả hai cái tâm sở này nó làm cho tứ danh uẩn, tức là thọ tưởng hành và thức uẩn, nó làm cho cả bốn danh uẩn này nè được nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng. Thì như vậy qua cái hai cái định nghĩa của hai loại tâm sở này đó, chúng ta sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta khởi một cái tâm thiện lên thì nó phải có những cái tâm sở này đi theo. Và khi có những cái tâm sở này á, thì cái tâm và tâm sở nó được mềm dịu, được dễ dàng, dễ uốn nắn, tâm được nhẹ nhàng, tâm không bị thô cứng, được thích ứng, rồi được khinh nhẹ, rồi được mềm dịu, mềm dẻo. Thì như vậy là khi nào mà mình có được cái trạng thái tâm như vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới xác định được là mình đang ở trong thiện pháp. Có dễ không? Tức là khi mình có cái tâm mình nó được nhẹ nhàng, nó được thoải mái, nó được là dễ uốn nắn, cái tâm mình nó dễ dãi, nó coi như nó được là không có bị sướng sùng này kia nọ, thì lúc đó trạng thái tâm mình đang trong thiện pháp. Còn nếu mình cảm nhận được cái tâm mình nó đang bị nặng nề, đang bị cứng, đang bị thô, đang bị khó sử dụng, thì lúc đó chúng ta đang trong bất thiện pháp. Cho nên đây là một cái để chúng ta có thể phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện, để chúng ta nhận được. Trong những lúc mà mình hành thiền nhé, ví dụ mình ngồi mình hành thiền, cái tâm mình tự nhiên thấy khởi lên những cái trạng thái tâm khó chịu, trạng thái tâm nó sượng sùng, nó cứng, nó nặng nề, thì lúc đó chúng ta nên cẩn thận, xét kỹ lại, phải tập lại, phải quan sát lại cái dòng tâm thức mình cho nó trở nên dễ dàng, nó mềm dịu, mềm mại, dễ uốn nắn, nó nhẹ nhàng, nó khinh, rồi nó nhu, rồi nó thích ứng được những cái trạng thái tâm sở. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được đó là nhu thân và nhu tâm.
hay là thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm gì đó, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái trạng thái tâm mình như vậy. Thì khi một cái tâm thiện sanh lên, luôn luôn có 19 tâm sở tình hải biến hành đồng sanh chung. Bất cứ tâm thiện nào sanh lên đều phải có đủ 19 tâm sở biến hành nó sanh lên. Cho nên khi mà một tâm thiện là phải có đầy đủ, không thể thiếu được. Còn nếu mà không có là chúng ta phải xét lại, xét lại mình có phải là đang trong thiện pháp hay không, hay là mình đang trong những cái pháp mà thuộc về bất thiện, pháp thô. Là qua định nghĩa này chúng ta có thể hiểu thêm được cái chiều sâu của cái thiện pháp nó bên trong nó như thế nào. Bởi vì một tâm sanh lên nó có rất là nhiều cái tâm sở nó đồng sanh chung, để nó hỗ trợ lẫn nhau, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ là như vậy. Rồi xuống dòng đối trị hai chấm, đối trị hai chấm, tà kiến và ngã mạn, đối trị hai chấm, tà kiến và ngã mạn, tức là cái hai cái tâm sở này, nhu thân và nhu tâm này, nó trị hai cái tâm sở bất thiện này, hai tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn. Bởi vì tâm sở tà kiến là người mà có tà kiến là người này thô cứng, người này lì, nó chấp cứng, chấp cứng vào một quan kiến sai lầm, nó khó dạy, khó nói, khó sai bạc sai bảo, khó uốn nắn, khó huấn luyện. Khi một người là cái chấp nặng về tà kiến thì chúng ta nói cỡ nào họ cũng nghe đó, nhiều khi họ còn đâm ra họ thù mình luôn, họ kết quán với mình, giống như là mình dập cái tri kiến của họ, mình làm cho họ bị mất đi cái tư kiến mà từ xưa tới giờ họ cho là đúng. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta thường hay dễ bị dấp phải này, khi mà mình muốn giúp người này người kia để người ta có được chánh tri kiến, nhưng mà chúng ta quên rằng khi mà người mà đang có tà kiến đó mà chúng ta không khéo tiếp độ, không khéo nói, thì chúng ta dập họ một cái thì giống như là chúng ta gây quán cái thù. Đây là kinh nghiệm mà chúng ta thấy chuyện này xảy ra rất là nhiều. Nhiều khi người ta nặng về cái pháp đó, ta thích về cái đó, nhưng mà cái đó nó sai, nó bị chấp dính, nó bị cứng nhắc, mà bây giờ mình dập một cái là cho người ta thấy được, mình nghĩ là mình sẽ giúp cho người ta thấy được điều đó, nhưng mà không, là sai, bởi vì nó không đúng lúc, không đúng thời, mà làm như vậy là nó sẽ gây đến cái sự không hay. Cho nên người mà có tà kiến, người tâm họ cứng lắm, tâm họ chấp nặng lắm, khó mà sửa lắm. Ngay cả chính bản thân mình có những lúc mình có những cái tà kiến, chẳng hạn như giờ ngay cả mình bây giờ mình cũng có những cái lúc mà có những cái tư tưởng tà kiến, mê tín, vân vân, thì những cái lúc đó nó khởi lên như vậy. May là mình có pháp đó, mình còn có thể sửa được, chứ còn nếu mình không có biết chánh pháp này thì rất là khó. Mình mê tín vào cái gì đó rồi mình chấp cứng vào một cái kiến chấp nào đó, thường kiến hay đoạn kiến, thì chúng ta khó mà uốn nắn, khó mà sửa. Cho nên đây là cái pháp mà chúng ta cần phải để ý chỗ này. Khi muốn nói pháp trai, muốn giúp trai đó thì phải để ý xíu, bởi vì người đó khó mà cho cái tâm mà có được cái sự mà mềm dẻo, nhu thân nhu tâm. Cho nên bởi vì muốn nhu thân và nhu tâm thì nó đối trị tà kiến và đối trị cái ngã mạn. Những người có ngã mạn vậy, rồi cao cống ngã mạn, cái tâm họ cao ngạo, nặng nề lắm, nó rất khó mà để cho chúng ta nói, mà để cho họ trở nên mềm dẻo, dễ uốn nắn, rất là khó. Cho nên là vấn đề mà chúng ta để ý như vậy, và chính chỉ có chính người đó hoặc là chính mình mới sửa được mình thôi. Dễ dàng thôi, khi mình hiểu được ra vấn đề đó, mình nhận thức được ra vấn đề, thì chỉ có mình mới sửa mình. Mà dễ dàng, mình biết mình sai đó, rồi mình mới cố gắng mình tu tập, mình huấn luyện để mình sửa những cái kiến chấp sai lầm của mình, sửa những cái ngã mạn cao cống, cái tánh xấu của mình ha. Chỉ có mình mới sửa mình dễ thôi, chứ người khác sửa khó lắm. Cái tâm của mình nó, nhất là phàm phu mình nó lì lắm, tâm mình nó coi như là khó dạy, khó uốn nắn, khó mà chỉ bảo lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề nó là như vậy. Rồi đó là đối trị, có hai cái vấn đề tà kiến và ngã mạn là pháp đối trị của nhu thân và nhu tâm. Rồi các pháp làm cho tâm sở trở nên cứng cỏi hai chấm, các pháp làm cho tâm sở trở nên cứng cỏi.
xin dòng tà kiến, tà kiến phải ngã mạng phải nghi ngờ tam bảo phải phẫn nộ với các bậc đồng phạm hạnh, phẫn nộ với các bậc đồng phạm hạnh. Đó là những cái pháp mà nó nổi bật, nó làm cho cái tâm tâm với tâm sở mình trở nên cứng cỏi, thô tháo, cương ngạnh, khó dạy, khó biểu. Đó là những cái pháp mà khi mình học tới cái sự mềm dẻo, sự nhu nhuyễn của tâm tâm sở thì chúng ta phải học tới cái sự cứng cỏi của nó để chúng ta biết pháp đối trị của nó, pháp nghịch lý của nó, tức là tà kiến thì chúng ta biết là nó là pháp cứng cỏi, ngã mạn là pháp cứng cỏi, và nghi ngờ tam bảo là cái tâm mình luôn luôn nghi ngờ, không biết Phật và pháp tăng này như thế nào, mình nghi ngờ cái tâm mình, cho nên nó trở thành làm cho cái tâm tâm sở mình cứng cỏi. Là mình phẫn nộ với cái bậc đồng phạm hạnh, tức là người mà hay chống đối, hay phẫn nộ với những người mà bạn đồng phạm hạnh với mình, tu chung với mình, mà khi mà bị chỉ cần nói gì đó là nổi nóng, là bất mãn, là chống đối liền. Thì như vậy đó là những cái pháp mà nó làm cho cái tâm tâm sở mình trở nên cứng cỏi, khó dạy, khó biểu. Bây giờ muốn tu học, muốn có được cái sự lợi ích với cái tự thân của mình á, mình muốn được sự an vui hạnh phúc, mình muốn được có đời sống cao thượng, mình muốn có một đời sống là vượt ra khỏi những cái sự đau khổ, thì chúng ta phải là người dễ dãi, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta là một người mà cứng cỏi mà lì đầu mà chúng ta có thể thành tựu được các pháp gì, mà không thể nào có, những đó không thể xảy ra với một người mà luôn luôn có cái tà kiến ngã mạn, nghi ngờ tam bảo, rồi phẫn nộ với các bậc đồng phạm hạnh, mà những người này có thể thành tựu được là những cái sự mà cao thượng thì chuyện này không thể xảy ra. Cho nên phải là người dễ dãi, phải là người là biết là biết chỗ mình ở đâu, phải biết là biết sửa mình, phải biết thay đổi, phải biết sửa đổi và dẹp những cái tư kiến sai lầm, dẹp bớt và tập cho nó loại bỏ cái sự cao cống ngã mạn, phải biết là cung kính lễ phép hay cái đó để diệt trừ ngã mạn. Nói tới đây chúng ta nhớ cái sự mà ngã mạn này, cái thứ gì xưa nó có đứa em, thằng em nó đi tu xuất gia từ khu, xong thời gian cái quần đục ra thì một hôm có một vị sư ông tới thăm, thăm ông ex sư đó, ông đó. Thì tới ngay chỗ cửa hàng của chúng tôi làm xưa ở Việt Nam đó. Thì tới đó ông sư chánh kiến, sư quen thân đó. Tới thì ông em là từng đi tu, thấy sư chánh kiến đó gặp quỳ cúi đảnh lễ ông đó. Thì mấy người xung quanh trong chủ nhà đó, người ta mới nói ủa làm gì mất mớ gì mới đảnh lễ lại ông, mấy là bất mãn, ta nói có làm gì ghê, làm dữ tợn ha. Thì tại vì họ không hiểu, bởi vì chúng ta thấy được cái tâm người mình cứng cỏi lắm, lì lắm, thấy vậy người ta bực liền, chuyện không phải chuyện mình á, người ta bực, người ta bực cỏi, ông này làm gì lễ ống rồi lấy lại ông dữ vậy. Nhưng mà thực sự cái đảnh lễ đây không phải là mình sợ gì ông sư đó nè, không phải là mình ninh hót gì ông sư đó, mà đảnh lễ ở đây là để có được cái pháp cung kính, và một thứ hai là diệt trừ được cái ngã mạn. Để diệt trừ được cái ngã mạn trong tâm của mình. Mình tập như vậy từ từ cái tâm mình nó mềm lại, tâm mình nó du chuyển lại, nó dễ dạy, dễ bảo lại. Chứ không phải là được lợi ích gì đó. Không có gì mà người ngoài đời ta không hiểu, mà nghĩ là chắc có gì mới làm vậy. Cho nên vấn đề này chúng ta thấy là cái Phật Pháp mà nó cao siêu cái chỗ đó. Đâu ai bắt mình phải đảnh lễ, đâu ai bắt mình phải cung kính một bậc trên của mình, không ai bắt hết đó. Nhưng mà mình làm để mình luyện được cái pháp cung kính của mình tạo được cho mình một cái phước lành cao thượng, và có cái sự cung kính đảnh lễ như bậc đáng đảnh lễ, là mình có được cái phước báo. Thứ hai là mình diệt trừ được cái tâm cao cống ngã mạn của mình, cái tâm mình ghê, ngã mạn ghê lắm.
ngay cả chính chúng tôi ngày xưa cũng vậy đó. Lúc mình chưa có học đạo, mình chưa có biết pháp, mình chưa có sâu vô được, thì mình thấy những người có những hành động như mình cũng khó chịu, mình thấy làm gì phải gặp mấy ông sư phải đảnh lễ xác đất làm những ghê quá. Tự nhiên mình cũng khó chịu, mà chuyện người ta mình lại khó chịu, mình thấy cái tâm mình ghê, mình rất là khó dạy, tâm mình cứng ghê lắm, nó khó. Nhưng mà từ từ chúng ta nhờ có Phật pháp mình hiểu được rồi là như thế nào, tại sao phải có những cái thân như vậy, tại sao có những cái khẩu như vậy, tại sao có những cái pháp mình phải làm như vậy, mục tiêu nó để làm gì, thành tựu của nó sẽ được như thế nào. Mình hiểu được, thì ra là vậy vậy. Quả thật là quá thâm sâu, bên trong mỗi một hành động chứa những cái sự tư duy rất là tuyệt vời. Nếu mình khéo sử dụng, khéo tác ý thì nó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều cái lợi ích trên con đường tu học. Bởi vì chúng ta không phải là một đời một kiếp này mà xong. Mà nhiều khi trăm kiếp, 200 kiếp, ngàn kiếp vân vân. Nếu mình không có sự tích lũy thì giờ có 1 triệu kiếp nó cũng vậy thôi. Càng ngày lì càng lì hơn, dữ càng dữ hơn. Cho nên mình cao ngạo, mình ngã mạn, mình tà kiến, nếu mình không sửa đổi thì nó càng lúc nó càng dày. Những cái pháp nó càng dày lên thêm, mà chúng ta hay nó càng dày đây lên thì cái sự đau khổ nó cũng chồng chất lên giống vậy. Cho nên đây là chúng ta phải hiểu biết cái Phật pháp là giúp cho chính tự thân của mình để thoát ra khỏi những cái sự đau khổ, thoát ra khỏi những cái sự nô lệ của cái đời sống mà luân hồi này. Nó là giúp ích cho chính mình chứ không có ai đâu đó. Đó là cái hay như tuyệt vời của Phật pháp là cái chỗ đó, chứ không cần phải van xin cầu lại ai. Chính tự mình làm được là mình sẽ được hưởng, để cho mình được an lạc hạnh phúc. Đó là những cái tâm và tâm sở trở nên cứng cỏi, mình phải biết nó, rồi bây giờ mình phải sửa đổi, mình cố gắng mình làm cho nó bớt đi. Khi mình có những cái tâm như vậy, mình cố gắng, thôi giờ mình nặng tà kiến quá, mình còn mê tín, mình còn chấp kiến vào những cái kiến chấp sai lầm này kia, mình sửa từ từ, mình tìm cách mình học hỏi rồi mình sửa, rồi ngã mạn mình còn cao cống, ngã mạn mình còn tự vên tự đắc đủ thứ, mình cố gắng mình sửa từ từ. Để mỗi lần có cái tâm khởi lên thì mình niệm cho nó bớt đi, cho nó giảm bớt ngã mạn lại, rồi tìm những cái pháp tu cung kính này kia để cho nó bớt. Rồi mình cố gắng mình dẹp trừ những cái tư tưởng mà nghi ngờ tầm bậy tầm bạ, nghi ngờ về Đức Phật, nghi ngờ về pháp, nghi ngờ về tăng, những bậc thánh tăng này không biết có thiệt hay không, mấy ông này thấy sao ha, mình nghi ngờ tùm lum, thì mình dẹp những cái tư tưởng đó đi. Bởi vì nó chả có lợi ích gì đó, nó chả đem đến cho mình một cái tri kiến tốt đẹp gì đó, mà nó còn phá hư những cái sự suy nghĩ của mình, nó phá đi của mình. Nên là mình phải dẹp nó mới bớt. Rồi nhất là những người mà tu chung với mình, đồng phạm hạnh với mình, đồng cư sĩ và những bạn đồng tu này kia, chúng ta phải có cái sự mà giúp đỡ lẫn nhau, hòa nhã với nhau, nói chuyện là phải bằng dùng cái trí tuệ để mà đối xử với nhau, giúp và để mình thoát khỏi những cái sự mà kiến chấp sai lầm. Đó là cái pháp để mà mình tiến hóa trong cái đời sống của mình. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa 2 chấm. Một, trạng thái. Và sự mềm mại, dịu dàng của tâm, tâm sở. Trạng thái là sự mềm mại, dịu dàng của tâm, tâm sở. Số 2, phận sự làm tan biến sự cứng rắn của tâm tâm sở. Phải hạn chế sự cứng cỏi sượng sần, làm tan biến sự cứng rắn tâm tâm sở, hạn chế sự cứng cỏi sượng sần. Số 3, sự thành tựu
dịu dàng, dễ bắt cảnh và không quể quải. Thứ bốn, nhân cần thiết, có tâm và tâm sở. Rồi, đó là tứ nghĩa của hai cái tâm sở, nhu thân và nhu tâm. Thì cái trạng thái của hai tâm sở này là một những cái loại trạng thái là dịu dàng, mềm mại, là dễ uốn nắn, vân vân, thì đó là gọi là trạng thái của nó, của tâm và tâm sở. Được như vậy, khi mà có hai cái tâm sở này nó làm phận sự của nó, khi phận sự của nó làm thì nó làm cho tan biến luôn những sự cứng rắn, tức là tan biến những sự thô cứng, những cái sự mà khó uốn nắn, khó dạy bảo của tâm và tâm sở. Nó hạn chế lại được những cái sự mà cứng cỏi, sự sượng sần, những cái sự mà là khó mà dạy bảo, khó mà huấn luyện cái tâm. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy phận sự của hai tâm sở này nó làm được cái việc đó. Và khi mà mình có được cái tâm thiện, mình tu được tốt đẹp thì hai cái tâm sở này nó cũng nó làm cho cái tâm mình và cái tâm sở được mềm mại, dịu dàng, thoải mái, tâm mình được là mát mẻ, được dịu dàng, ha, được không có bị sượng cứng. Hãy tâm mình được dịu dàng, được nhẹ nhàng, được mát mẻ, được nhu, rồi được thích ứng, thì nó cũng tạo cho chúng ta một cái đời sống cũng tốt đẹp như vậy, tương ứng như vậy, sắc pháp mình cũng được tốt như vậy, tạo ra được những cái sắc tố giúp cho chúng ta được gì trở nên con người là mát mẻ, người dịu dàng, người luôn luôn là có cái sự mà dễ nhìn, đẹp, sắc tươi, sắc tốt, trẻ lâu, vân vân. Thì đó là do nhờ những cái thiện pháp, những cái tâm sở thiện này, nó giúp cho cái thân của tâm của mình càng ngày nó càng tốt đẹp. Nếu mà mỗi ngày quý vị cứ có cái sự tu tập thường xuyên thì cái sự thành tựu của nó là tâm mình trở nên dịu dàng, nó luôn nó dễ bắt cảnh, nó không có bị quể quải, không có bị sượng sùng. Nếu mình khéo léo mỗi ngày mình tu tập thường xuyên, hành thiền mỗi ngày bỏ ra khoảng 15-20 phút, nếu mà tốt nữa thì nửa tiếng, 1 tiếng, mỗi ngày mình chia ra thời gian mình tập được chút nào hay chút đó. Nếu ngồi không nổi mình đi, đi kinh hành bước nào hay bước đó. Chúng ta cứ cố gắng giữ cho tâm mình được an tịnh, giữ cho tâm mình dịu dàng, mềm mại, thì như vậy mình sẽ thành tựu được, thứ nhất là có được cái tâm về tâm tốt, tâm dịu dàng, tâm thích ứng với những việc thiện, việc tốt. Từ cái sự như vậy nó làm cho cái thân của mình cũng được tốt đẹp, cái thân mình được trẻ lâu, thân mình được ít cái bệnh, thân mình luôn luôn được có cái sự mà tươi vui, luôn luôn có cái sự mà hòa nhã tươi vui, không có mà sương sùng, không có sân độc, không có nóng giận, không có quán thù. Mà khi tâm mình được như vậy đó, giờ mình cứ nghĩ tưởng tượng như mình sống trong đời sống mà cái tâm mình nó được thoải mái, nhẹ nhàng, đi đâu cũng vui vẻ, tâm mình cũng được thơ thả, thì mình thấy rã lắm, thấy đời sống mình hạnh phúc. Còn tâm mình mà nó lo âu, tâm mình nó phiền muộn, tâm mình nó cứ suy nghĩ rồi tầm bậy tầm bạ, rồi nó lo những chuyện này chuyện kia, rồi thù quán, rồi ghét, rồi lì lẫn nhau, thì người mình trở nên thô cứng. Và cái tâm mình nó bị nặng nề, thô cứng như vậy thì cái thân của mình nó cũng bị mau già, nó bị héo úa, nó sanh ra những bệnh hoạn này kia nọ, phát xuất từ bệnh do từ tâm. Bởi vì bệnh nó phát xuất là do bốn cái nguyên nhân, là do nghiệp, là do tâm, do thời tiết và do vật thực. Mà giờ bệnh do tâm là do chính tại mình, mình không có điều tiết tâm mình được, mình để tâm mình nó rơi vô những cái tình trạng tức là khó dạy bảo, do tâm mình rơi vô cái tình trạng là lì cứng thô, rồi bất thiện pháp, rồi ác, rồi độc, rồi đủ thứ chuyện. Khi mà nó rơi vào những cái trường hợp đó thì nó làm cho con người mình dễ bệnh hoạn, thân mình bệnh, thể thân bệnh, mà tâm bệnh, thì hai cái bệnh cộng nhau nữa thì thôi rồi,
Mình sống rất là đau khổ. Người mình không lúc nào cảm thấy vui tươi, không lúc nào cảm thấy phấn khởi. Cho nên khi mình hiểu được cái pháp này rồi, mình biết giờ tại sao mình phải làm vậy, tại sao mình phải tự hại mình. Cho nên mình giờ mình phải vui lên, phải sống hòa mình, phải vui vẻ, sống bằng thiện pháp luôn luôn như vậy. Rồi phải cố gắng tập những cái thiện pháp cho cái tâm mình mỗi ngày nó được huấn luyện, nó được nhẹ nhàng mềm dịu. Cái đó được nhiều hay nhiều, mỗi ngày mình tập đừng có nản, mỗi ngày tập một chút. Tập thiền được nhiều hay nhiều, ngồi thiền rồi đi kinh hành rồi đọc kinh, đọc sách, rồi đọc ba ly. Rồi chúng ta khi tới một cái giai đoạn đó mà quý vị cảm thấy rằng không có những cái thiện pháp, mình cảm thấy người mình nó thiếu cái gì đó, nó buồn, nó uể oải, nó không có được tốt đẹp, thì như vậy là chúng ta thấy rằng trong cái đời sống hạnh phúc hay đau khổ là do tự mình tạo lên, chứ không ai mà giúp cho mình được. Người nào không có tài năng gì mà giúp cho mình được, cho cái tâm mình được an, để không ai giúp cho mình được đó, chỉ có mình thôi. Mà giờ mình muốn được an tâm, mình muốn được sự hạnh phúc, mình muốn được sự đời sống thoải mái, thì chúng ta phải có kiến thức, phải có sự hiểu biết, phải có sự học hỏi. Và sự học hỏi xong rồi chúng ta biết ứng dụng nó vào trong cái đời sống. Và khi mình ứng dụng được vào trong đời sống, mình sống được theo đúng pháp của Đức Phật, thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới giúp mình được an lạc hạnh phúc, ngoài ra không có giáo pháp nào có thể giúp mình được vậy. Bởi vì giáo pháp Đức Phật chỉ cho chúng ta phương pháp để mà chúng ta thực hiện, chứ không phải là ban cho chúng ta gì hết, mà chỉ cho chúng ta phương pháp thực hiện những cái điều đó. Và đó là giống như một cái liều thuốc giúp cho mình, tạo cho mình có được cái đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong cái đời sống hiện tại này. Không cần nói gì lâu xa, không cần phải nói đến đắc thiền, nhập cảnh giới thiền, rồi đưa lên nhập vô là những cái tuệ minh sát vân vân, nó cao xa quá. Chúng ta thấy mình có xa vời vợi, nhưng mà chỉ cần ngay trong hiện tại này, chúng ta được hạnh phúc trong từng sát na một, từng giờ từng phút, luôn luôn là thấy vui vẻ, ngủ mở mắt ra là phải hạnh phúc, ngay cả trong lúc ngủ chúng ta vẫn được hạnh phúc. Chúng ta ngủ mà ngủ an lạc, ngủ mà chúng ta giật mình thức dậy mà thấy người mình nó cũng nhẹ nhàng thơ thới, thấy hạnh phúc, thì đó là hạnh phúc cao thượng. Chúng ta được hạnh phúc ngay trong giấc ngủ, rồi thức dậy chúng ta cũng thấy người mình nhẹ nhàng an vui, không có bị những cái phiền não, những cái ác bất thiện pháp hại mình. Mình sống được cái đời sống tuyệt vời, sống trong cái sự an lạc tốt đẹp. Còn nếu không thì quý vị thấy mình khổ lắm. Sống ngủ giật mình thức dậy thấy người mình nó mệt mỏi uể oải, thấy nặng nề, rồi những cái lo âu toan tính đủ thứ chuyện, nó làm cho mình rất là khổ sở. Rồi thức dậy cũng đau khổ, thức dậy ra đi làm công việc này kia, tâm lúc nào cũng nặng nề, cũng thô cứng, tâm lúc nào cũng đầy dẫy những cái điều xấu, nó làm cho cái tâm mình nó vẫn đục, làm cho cái trí tuệ mình nó bị lu mờ, không còn sự sáng suốt nữa. Cho nên cái điều quan trọng bây giờ chúng ta hiểu được pháp, mình học được pháp rồi, là chỉ mình mong làm sao là mỗi ngày mình làm được thiện pháp, mình cố gắng mình thực hiện được, thì đó là hạnh phúc cho chính mình chứ không cho ai nữa. Vậy cho nên giờ chúng tôi là khuyên quý vị hãy nỗ lực cố gắng học cho nó hiểu chính xác, cho mình chứ không cho ai đấy. Không cần mình ai làm gì làm, kể mình học không cho mình. Mình học cho mình có được cái tri kiến đúng đắn, rồi mình thực hiện cái điều đó, mình làm cái điều đó cho tự thân của mình. Còn nếu mình cứ dễ vui, mình tàn, học đây thì được tiếng hồi xong rồi cái dục sách nó vô tủ, xong cái rồi đi chơi tiếp, vị trí nào trở về vị trí cũ đó thì làm sao có được cái sự mà cao thượng, làm sao có được cái đời sống an lạc hạnh phúc. Bây giờ mình phải làm sao mình khơi tác ý lên, mình học cho nó tốt đẹp vô, mình quan hỷ trong cái việc học, rồi mình quan hỷ trong cái việc hành. Ngồi 10 phút cũng được, 5 phút cũng được, 15 phút cũng được, mà khi mình ngồi xuống là mình phải có cái sự quan hỷ, có cái sự mà hạnh phúc trong cái việc đó, thì lâu ngày chúng ta sẽ tích lũy được cái số vốn về thiện pháp, và giúp cho tâm mình nó mềm mại, dễ dại, dễ biểu, tâm mình nó nhu nhuyến, dễ sử dụng. Là mình khi mình muốn an trú vô tâm mình cho nó hiền lại, cho nó tốt đẹp là nó vô, chứ không phải là chúng ta phải khổ sở vật giả vậy đó. Như vậy đó là cái
đời sống của một người Phật tử phải cố gắng tự mình, chứ không ai cứu mình đâu nha. Chúng ta nói được đó là ngay cả chúng tôi cũng phải tự cố gắng mình sửa mình mỗi ngày chút chút, được nhiều hay nhiều mình cố gắng mình sửa, bởi vì mình là phàm phu mà người ta kêu là phàm phu tục tử. Mình phải tự mình sửa mình mỗi ngày chút chút chút. Giáo pháp Đức Phật đưa ra đây là những cái môn kinh luật luận đưa ra để có sẵn cho chúng ta này, dạy cho mình dạy đủ thứ cho mình đó. Đây là có sẵn, là giống như chúng tôi chỉ làm phận sự là mình chỉ đọc lại những cái bài đó rồi nói rộng ra chút xíu để cho quý vị hiểu được dễ dàng hơn thôi, chứ thực sự chúng tôi đâu có biết gì, mình phàm phu mình đâu có biết gì, mình chả là cái gì đó. Nhưng mà nhờ cái mình may mắn mình gặp được rồi mình học được rồi mình triển khai được, mình đọc nhiều rồi mình biết được chút đỉnh chứ mà. Thì giúp cho quý vị cùng nhau mà chúng ta cùng nhau tu tập, và cái phúc sẽ đem lại cho chính tự thân của mình. Không có ai giúp mình đâu. Chúng tôi nghe chúng tôi giờ mặc dù học tùm lum là ba, chứ mà giờ đụng chuyện mình cũng rất là khổ sở, tâm mình cũng bị dày dò, tâm mình cũng bị khổ sở. Nhưng mà may là mình có pháp, mình biết khi cái tâm nó khởi lên như vậy mình biết là mình đang rơi vô trạng thái nào. Nhờ mình có số kiến thức, mình biết mình rơi vô cái trạng thái đó như vậy, giờ bằng cách nào để mình trị nó thì mình làm được, mình đỡ hơn những người không biết. Còn những người không biết người ta thê thảm lắm, giật đôi khi nó giật te tua. Đó là cái hôm nay là chúng ta học được thêm hai cái tâm sở là nhu thân và nhu tâm, để giúp cho tâm mình được mềm mại dễ dàng, tâm mình dịu dàng, tâm mình nó dễ dãi, chứ không phải là lì đầu cứng cổ ai nói cũng nghe. Cái đó là mình thua, đó là tự mình hại mình, chứ không phải mình hay đâu. Mình như mình lì đầu lắm, tâm mình lì, ai nói gì đụng tới cái tự ngã mình cái là mình nổi sân lên liền, mình lì lắm, không chịu nghe. Đó là cái dở của mình, cái dở của phàm phu mình vậy đó. Ai động tới gì mà mày không biết nó sai đó, bây giờ mình biết mình làm sai đó, mình biết mình tà kiến, mình biết mình như vậy là mình ngã mạng, mình cao. Nhưng mà ai nói tôi ngu kệ tôi, tôi ngu kệ tôi. Chúng tôi cũng nhớ ngày xưa có cái chuyện đó, có ông bạn cũng thân lắm, bạn hai chồng cũng thân, nhưng mà họ không có tin, không có họ tin bên những tôn giáo khác thì Chúa giáo. Thì chúng tôi gặp cũng chơi thân, mà cái bữa nói chuyện, ngồi nói chuyện chơi, thì mình mới đưa những vấn đề ra để mà hướng dẫn, mình mong hướng dẫn cho họ đó, hướng dẫn cho họ được tốt đẹp, nói qua lại ông cãi lát cái mình dí gặp, tại vì ông cũng xưa gặp mình biết gì pháp rồi nên mấy ông cãi đông lại, nói dí ông cái ông bị bí, bí tức bí còn sân dữ nữa, sân cái tuyên bố một câu tôi ngu kệ tôi, tôi ngu kệ tôi. Thì lúc đó chúng tôi nói thì ok nói vậy thôi, anh ngu kệ anh chứ vậy, biết sao giờ, giờ tôi muốn cho anh phá ngu mà anh không chịu thì anh ngu kệ anh. Ok rồi thôi, ngừng cái cuộc. Khi ông tuyên bố cái câu đó tôi ngu kệ tôi á, thì cái cuộc mà đàm luận bắt đầu ngưng. Chúng tôi thấy không được, mình nói tiếp nữa sân lên không được, ngưng cái mình đổi qua đề tài khác nói chuyện vui thôi. Thì nhưng mà quý vị biết sao, những người có trí á, nó khác người bình thường ha. Những người có học có trí thức, sau vài tháng sau ảnh bò tới, ảnh tới anh tìm chúng tôi, anh nói phải công nhận anh nói đúng quá. Tôi phải công nhận sau mấy tháng tôi suy nghĩ anh nói đúng thiệt. Thì lúc đó mình mới thấy là cái tâm của người có trí tương đối làm gì làm nó cũng còn có cái sự mà dễ dãi, tức là họ tự họ suy nghĩ, họ thấy được cái điều đó là họ đã bị sai lầm, họ bị chấp kiến, họ bị sai lệch, và họ biết sửa đổi. Đó là thì đó họ về họ nghiệm lại đó, họ ở nhà họ suy nghĩ những cái câu mình nói, họ tại sao ông nói vậy, mình thấy nó đúng quá mà tại sao mình không hiểu tại sao, còn suy nghĩ 3 tháng sau có gì đó. 3 tháng sau do suy nghĩ trở lại tuyên bố một câu vậy, ông nói vậy. Là một cái vấn đề người đó, là một cái ông bạn, ông này cũng là ông là giám đốc là trường đại học Nông Lâm Súc ở Đà Lạt mà trước giải phóng, ông giỏi lắm, dân mà giám đốc đại học ông dữ lắm. Thì ông cũng gặp chúng tôi nói chuyện này kia, là bật pháp này kia, xong cho ông cãi mấy ông thầy ông dữ lắm, triết học đầy bụng cãi, nói là cãi nói từ đầu dí đó,
ổng kẹt, ổng bị bị giống như là ổng vô cái vòng luẩn quẩn của triết học đó, mà mình thì mình cứ xỉa đúng ngay quyệt điểm cái theo tắt cái đài. Vậy mà vài tháng sau ổng cứ ngày nào ổng cũng tới, cái gì ngày nào cũng tới gặp rồi để nói chuyện cãi, mà nhất định cãi cho thắng mà sao thắng nổi, bởi vì mình nói bằng sự thật, còn mấy ổng nói bằng những cái tục đế, những cái từ ngữ tục đế mà sao mấy ổng cãi được. Mình ổng nói lát mình dí ổng vô, ổng kẹt dí vô ổng kẹt. Vậy mà bao nhiêu tháng sau, 6-7 tháng sau ổng tới, ổng tuyên bố tôi phải công nhận anh nói hay quá, nói đúng quá, hôm nay lần đầu tiên trong đời tôi nhận một người nhỏ hơn tôi làm sư phụ. Ông nói là ông nhận là ông bái sư mình, ông nhận mình làm sư phụ mà ông lớn tuổi mình, ông lớn cũng khoảng 7-8 tuổi vậy đó. Ông bái sư ông nhận mà sư phụ xong, từ đó hai anh em vui vẻ, rồi chúng tôi có chỉ dẫn ông, cái dẫn ông lên trên chùa Nguyên Thủy, đưa lên trên chùa Nguyên Thủy Cát Lái đó. Gặp sư Pháp Chất rồi chơi, rồi gặp chú Kỷ, lên gặp chú Kỷ rồi thôi còn mệt mỏi nữa, chú Kỷ dập cho vài phát nữa tỉnh ngộ luôn. Lúc đó chú Kỷ là pháp về ổng về kinh, ổng luyện trung ngộ kinh, trường ngộ kinh, tăng chi tương ưng gì ổng luyện, ổng thuộc như gió. Chú Kỷ dữ dằn lắm, chú Kỷ mất rồi. Chú Kỷ cũng rất là giỏi về kinh, thì đưa ổng lên gặp những bậc cao thủ, từ từ ổng giống như ổng giác ngộ rồi, ổng bỏ luôn vợ ổng luôn, cái gì ông này cũng ngầu. Nó kể nghe, ông bỏ luôn vợ luôn về, ông nói vợ ông bỏ luôn, bỏ vợ ông kiếm cái chỗ ở riêng, ông mua cái miếng đất nào nó ở trên cũng gần gần Phước Sơn đó. Ông mua từ đó ông xây cái nhà nhỏ nhỏ ông ở đó, ông ở đó tu luyện đó. Ông làm mình cũng chế giới, bà vợ cũng tức lắm, bà vợ nhưng mà sao mà hiểu được ông. Ông biết được con đường đúng rồi, ông bỏ vợ ông tu luôn, ông ở cư sĩ mình, ông ở ông tu, ông học, ông luyện, ông nghiên cứu, ông dữ dằn lắm. Những người mà có trí, những người có trí, có kiến thức cao, thì mặc dù lúc đầu khó mà người ta chịu sửa đổi, nhưng mà khi mình về người ta tự người ta chiêm nghiệm lại, người ta thấy là cái này đem nó lợi ích cho chính họ chứ không phải là lợi ích cho mình. Họ thấy mình nói về là đúng, họ sửa, họ cảm thấy họ an lạc hạnh phúc, họ thay đổi và họ trở thành một con người cao quý, họ tu rất là nghiêm chỉnh, rất là đàng hoàng, rất là tốt đẹp. Chúng tôi rất là tha thứ trong những cái trường hợp này, mình cũng giúp được nhiều người tức là rất là khó, rất là cứng nhưng mà vẫn thay đổi được, là do nhờ oai lực của Đức Phật, do nhờ oai lực của giáo pháp, phá tan những cái tà kiến, những cái thành kiến sai lầm ở chúng sanh. Rồi đó là hôm nay chúng ta học được cái tiếp theo như vậy ha, học từ từ thấy không, học hai tâm sở này thôi, rồi từ mỗi tuần học thêm chút chút. Room này của mình là đi xa chót ha, nhưng mà cãi đó cứ từ từ, nước lâu nước thấm lâu gì đó, mưa dầm thấm lâu thấm được tốt đẹp ha. Mình mưa dầm thấm lâu nữa mà. Ủa bộ mấy cái quyển sách này qua tới bên Mỹ rồi hả? Ở Nguyên Trang sách qua tới Mỹ nè, hãy thấy sư Thanh Tâm nói là chắc đem qua tới hả? Ủa sư tưởng sư Tâm nói vậy tưởng đem qua tới rồi chưa gửi nè, trời gì không. Rồi từ từ ha, từ chắc cũng qua tới thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua còn giờ ha, qua vài câu hỏi cho nó vui. Rồi, qua câu hỏi ha. Tưởng qua rồi, mừng, tưởng gửi qua rồi, ai về chưa thấy gì hết. Nhưng mà cái này có thể trên mạng lấy xuống, ai muốn học lấy xuống được mà. Rồi, câu hỏi số 1. Thọ quẩn. À, đúng rồi. Số 1, thọ quẩn đang sanh thì tưởng quẩn không sanh. Thọ quẩn đang sanh thì tưởng quẩn không sanh, hay tưởng quẩn đang sanh thì thức quẩn không sanh. Thọ quẩn đang sanh
thì tưởng quẩn không sanh, hay tưởng quẩn đang sanh thì thức quẩn không sanh. Rồi câu này dễ quá ha. Rồi mời quý vị lên lấy 10 điểm ngon lành ngay xuống đây. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ thưa thầy, thức uẩn có nghĩa là những cái tâm của mình thì nó là 121 tâm. Còn nếu mà nói về cái thọ và cái tưởng thì mình như thấy nó là nằm trong cái bảy cái sở hữu biến hành, mà bảy trong cái sở hữu biến hành đó thì nó có mặt trong tất cả các tâm, thì cái có nghĩa là cái nào cũng có thọ, cái tâm nào cũng có tưởng, tức là nó có chung với nhau, ba thằng nó chung với nhau. Dạ con, cái đó là câu trả lời của con à, nếu có sai con xin thầy sửa cho con ạ. Xà thú, xà thú, 10 điểm ha, lấy được 10 điểm rồi ha. Đúng vậy, thọ vẫn đang sanh thì tưởng quẩn cũng đang sanh, chứ nó đâu phải không sanh. Mà hễ tưởng quẩn đang sanh thì thức quẩn cũng đang sanh, thì thọ tưởng hành thức là tứ danh quẩn. À, mà hễ tứ danh quẩn là đâu có cái trước cái sau được. Hễ một cái sanh lên thì có đầy đủ mấy cái kia, không có thiếu được. Hễ thức quẩn sanh lên thì có thọ tưởng hành, mà hễ thọ quẩn sanh lên có tưởng thức hành, là tứ danh quẩn là bất phân ly ha. Rồi câu số 2. Tâm tham, câu số 2 nha. Tâm tham đang sanh nơi người nào thì tâm vô tham sẽ sanh với người đó phải chăng? Tâm tham đang sanh nơi người nào thì tâm vô tham sẽ sanh với người đó phải chăng? Vô tham sẽ sanh người đó phải chăng? Rồi đúng rồi. Rồi mời quý vị khác lên cố gắng lấy điểm cái câu này dễ quá trời ha. Lên lấy 10 điểm ra. Dạ, mô Phật, kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Thầy không biết dễ mà biết có dễ không? Tâm tham đang sanh nơi người nào thì tâm vô sanh, thì tâm vô tham chứ. Tâm vô tham sẽ sanh với người đó phải chăng? Đúng rồi, suy nghĩ là như vậy. Tại vì cái tâm tham này nó đang sanh mà, thì sau đó đó, có thể tâm vô tham sẽ sanh. Suy nghĩ là như vậy. Rồi kính mời quý vị bổ túc thêm ạ. Một phần đúng rồi, tâm tham đang sanh với người nào thì vô tham, tức là những cái tâm thiện, thì nó sẽ sanh như người đó, thì đương nhiên là phải có chứ. Sẽ có chứ làm sao không có. Người có bất thiện phải có thiện, chứ bất thiện không chắc chắn luôn. Rồi đúng rồi, câu số 2 sao thứ này học dịch ế mà. Dịch ế ha. Rồi câu số 3. Tâm sân đang diệt nơi người nào? Tâm sân đang diệt nơi người nào thì tâm si cũng đang diệt nơi người đó phải chăng? Tâm sân đang diệt nơi người nào thì tâm si cũng đang diệt nơi người đó phải chăng? Rồi câu này cũng dễ quá ha. Rồi mời quý vị nha.
Dạ thưa thầy, con thấy một có hai cái chữ si mà mình hay lộn với nhau, một cái là tâm si, còn một cái là sở hữu si phần. Cái sở hữu si phần á thì nó là cái sở hữu bất thiện biến hành, nó có mặt ở trong tâm sân, nó có mặt luôn ở trong tâm tham. Thành ra khi mà cái tâm sân nó xuất hiện á thì đương nhiên là bốn cái si vô tàm vô quý phóng dật sẽ xuất hiện. Nhưng mà khi mà tâm sân đang diệt ra người nào đó thì cái sở si, cái tâm si nó đang, tâm sân nó đang diệt thì sở hữu si nó cũng đang diệt, tự nó mất thì nó mất chung với nhau luôn. Còn nếu mà thầy nói cái chỗ mà tâm si á thì nó là một cái tâm khác chứ không phải là cái sở hữu si, thành ra nó không có dính với nhau. Tự vì khi mà tâm sân á thì nó có sở hữu si, rồi tâm si thì đương nhiên nó có sở hữu si. Con không biết con phân tích vậy đúng không thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. Xà giỏi quá rồi ta, dạo này trí tuệ phát triển dữ nha. Xà thú chánh tâm trật rồi nha, chánh tâm là trật rồi đó. Tâm sân đang diệt với người nào thì tâm si cũng đang diệt người đó. Tâm si là khác mà tâm sở si là khác nha. Tâm si là khác mà tâm sở si là khác. Như nói là đúng rồi đó, là tâm sân là gồm có nhân sân và nhân si đồng sanh, nhưng mà tâm si là khác à. Tâm si có hai loại tâm si: tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật, đó là thuộc về tâm. Thành ra tâm sân đang diệt thì tâm sở si mắc mới vậy đó. Rồi xà thủ xà thủ dịch ế rồi dịch ra giỏi quá. Rồi câu số cái mấy qua này, số 4. Câu số 4: tâm si hoài nghi không sanh nơi người nào thì tâm sơ đạo đang sanh nơi người đó, phải chăng? Tâm si sơ đạo tâm si và nghĩ không sanh thì tâm rồi, đúng rồi đó. Câu hỏi đúng rồi đó. Câu hỏi cũng dễ quá à. Chắc lấy 10 điểm nữa rồi, xin mời quý vị. Dạ thưa thầy, khi mà người có tâm sơ đạo đó thì người đó sẽ có, lúc đó là người đó đã diệt trừ được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thành ra khi mà thầy nói là người nào mà không có tâm hoài nghi á thì lỡ người đó vẫn còn thân kiến và giới cấm thủ thì nó cũng đâu có vô sơ đạo được đâu thầy. Dạ cái đó là câu trả lời của con không biết thầy có sửa sao, có sai thầy sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin nói thử nha, con không biết đúng hay không. Tâm si hoài nghi không sanh người nào thì tâm sơ đạo đang sanh bên người đó, phải chăng? Theo như con hiểu á, thì khi mà mình có tâm đạo đó thì là mình, cái tham sân si mình giảm, nhưng mà chỉ có giảm được 25% thôi, nó vẫn còn tâm sơ đạo nó vẫn còn tham sân si ở đó ạ. À. Nên nên cái này không không có không không có đúng mà theo như con nghĩ như vậy. Dạ. Không có vẫn còn nhưng mà vẫn còn ít. Dạ không. Học ngoài đi. Học. Dạ con xin xuống hết ạ.
Dạ, thưa thầy, cho con nói là theo con á thì tâm si hoài nghi á, khi mà mình nói là tâm sơ đạo, khi mà có được cái sơ đạo á thì diệt thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Nhưng mà thật ra nếu mà gói gọn lại á, thì là diệt tâm si hoài nghi thì sẽ không, chắc chắn là phải có tâm sơ đạo rồi, tại vì lúc đó thì thân kiến và giới cấm thủ nó sẽ diệt theo. Dạ dạ có gì sai con xin thầy sửa lại giùm cho con ạ. Gì ta? Tâm si hoài nghi. Thưa sư phụ, có Nguyên Thâm đang xin góp ý kiến câu hỏi số 4. Tâm si hoài nghi này, tâm si hoài nghi này là hoài nghi Phật Pháp Tăng, mà cái tâm si hoài nghi này mà không sanh đến người nào thì người đó có tin tưởng Phật Pháp Tăng, nhưng mà tin tưởng Phật Pháp Tăng đó, thì không có nghĩa là đã diệt trừ được thân kiến. Bởi vì thân kiến là cái chấp ngã của con người cho nó sâu sắc, cho nên cái tâm si hoài nghi không sanh cho người nào thì cái tâm sơ đạo đó có thể phát khởi, nhưng mà không chắc là phát khởi, là bởi vì còn cái thân kiến và cái giới cấm thủ đó. Ở đây không có nói, ở đây không có nói là cái người đó đã diệt từ thân kiến hay giới cấm thủ, cho nên là cái tâm sơ đạo, bởi vì cái tâm sơ đạo khi mà tâm sơ đạo có thì cái tâm quả của một sát na kế, mà cái sát na kế nó còn như là còn gần như là nó là một đồng thời. Cho nên ở đây là cái tâm si hoài nghi mà không sanh khởi người nơi người đạo, người đó có cái tâm tin tưởng là Phật Pháp Tăng, mà có tâm tin tưởng Phật Pháp Tăng thì không đồng nghĩa với cái thân kiến và giới cấm thủ cái người đó đã diệt trừ. Đó là cái suy nghĩ của Nguyên Thông. Xin mời người kế. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đọc lại cái chỗ thầy nói á, thầy không có nói ở cái chỗ tâm sở hoài nghi, mà thầy đang nói cái tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Nếu mà một cái người mà không có tâm si hoài nghi á thì họ có thể ở trong cái tâm vô nhân cũng được, nó ở trong tâm dục giới cũng được, trong tâm thiện sắc giới cũng được, mà trong tâm thiện vô sắc giới cũng được, đâu có nhất định là nó phải có cái tâm đạo đâu thầy. Tự vì nó có cái đống tâm luôn, không có tâm này thì nó tâm khác, nhưng mà nó đâu có dính, nó đâu có mắc mớ gì với nhau đâu. Dạ cái đó là con thấy cái câu thầy hỏi bằng một cái hướng khác, con không biết có phải gì không thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Xa lắm, xa lắm. Tâm si hoài nghi không sanh. Bây giờ quý vị đang có tâm si hoài nghi không? Hiện tại giờ mình đang có tâm si hoài nghi không? Không có đâu, mình đâu có tâm si hoài nghi đâu. Nó đâu có sanh đâu. Nó không sanh mắc mới gì tới tâm đạo. Mình nhảy vô tâm đạo chị.
nó không sanh cả chứ đâu phải nó bị diệt đâu, chừng nó bị diệt á người mới tính. Tức là nếu mà câu này đặt ngược lại đó, nếu mà người mà chứng sơ đạo á thì diệt trừ được thân kiến hoài nghi giác cấm thủ, tức là ba cái loại kiết sử này nó bị diệt trừ liền. Thì nếu mà người mà chứng sơ đạo thì diệt trừ đó. Người mà không có tâm si hoài nghi mắc mới vậy, giờ mình đang tham làm gì có si hoài nghi, mình đang đang nổi khùng làm gì có si hoài nghi. Cái câu chúng ta để chút xíu nha, để cái câu chút xíu rồi xa thứ gì cũng đáp được hết rồi, cũng xa thứ rồi. Còn câu chót ra trước khi đi ngủ, câu chót là câu số 5, chuẩn bị ghi nha. Sắc quẩn có mặt thì thọ quẩn có mặt, thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn có mặt, phải chăng? Sắc quẩn có mặt thì thọ quẩn có mặt, phải. Thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn có mặt, phải chăng? Dễ quá, cầu dạ. Sắc quẩn có mặt thì thọ quẩn có mặt, thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn có mặt, phải chăng? Rồi, rồi quá dễ ha. Rồi xin mời quý vị lên lấy 10 điểm ngay chúng tôi là lấy dịch lộn tiếp. Yeah, mô Phật, thì cũng thử thử thầy vận một lần nữa. Thầy kinh đặt câu hỏi thiệt nguy hiểm. Phải suy nghĩ kỹ nha. Sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn có mặt, cái câu này đúng rồi đó. Sắc uẩn là cái thân này đó, để có sắc thì đương nhiên là thì thọ thọ uẩn nó có mặt rồi. Còn thọ uẩn có mặt thì sắc uẩn có mặt, phải chăng? Cái này không đúng à, tại vì đâu đâu sắc sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn mới có mặt mà. Còn không có sắc thì làm sao có thọ uẩn được. Dạ, sư trả lời là như vậy. Xin quý vị góp ý thêm ạ. Một vật. Dạ kính thưa giáo sư kinh, sắc quẩn có mặt thì thọ quẩn có mặt, cái điều này nói, nhưng mà thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn cũng có thể có và có thể không, nhưng mà bởi vì ở đây á thì nói giờ ở cái chỉ có sắc quẩn thì nó sắc quẩn có mặt thì thọ quẩn có mặt, còn một thọ quẩn có mặt thì không không chắc chắn là sắc quẩn có mặt, bởi vì trong cái cảnh mà vô sắc, cảnh vô sắc, cảnh vô sắc thì người đó đâu có sắc. Nếu mà có cái chỗ mà cõi dục giới, của sắc giới thì có thọ quẩn có mặt, nhưng mà cõi cõi vô sắc thì không chắc không sắc quẩn không có mặt. Nguyên Thông nghĩ như vậy. Dạ, xin mời người khác nha.
Dạ thưa thầy, nó có cái cõi ngũ uẩn rồi nó có cái cõi nhất uẩn. Thì cái cõi ngũ uẩn thì nó có sắc thọ tưởng hành thức như là sư phụ nên nói. Còn nếu mà cái cõi tứ uẩn nó đâu có sắc đâu ngài. Thì nó cũng có thọ vậy. Dạ cái đó câu trả lời của con thấy vậy con không biết đúng hay không. Dạ con xin xuống ạ. Dạ thưa thầy, nếu mà Nguyên Như trả lời là khi mà sắc uẩn uẩn có mặt á thì thọ có mặt là đương nhiên, tự vì sắc họ thọ tưởng hành thức đi chung trong cái cõi, nếu mà cái cõi đó là cõi ngũ uẩn. Còn nếu mà thọ uẩn có mặt thì sắc uẩn có mặt phải chăng là tùy theo, nếu mà thọ uẩn có mặt nếu mà mình nói trong cái cõi ngũ uẩn á thì thọ uẩn có mặt thì sắc uẩn có mặt thì đương nhiên. Còn nếu mà mình nói trong cái cõi cõi thiền mà cái cõi tứ uẩn đó thì khi mà nó có thọ thì nó không có sắc, thành ra mình phải trả lời theo từng cái trường hợp riêng chứ mình không có gồm chung được sư phụ. Còn nếu mà mình nói cái cõi nhất uẩn là cái cõi vô tưởng đó thì nó còn khác nữa, thành ra tùy theo mà mình phân biệt là trong cái dục giới sắc giới hay vô sắc giới mà mình nói, chứ không có gom lại một câu giống như của thầy được ạ. À. Nhà con xin xuống ạ. À. À, xa thứ nói gần trúng hết rồi đó, làm sao còn chút xíu nữa trúng hết luôn, 10 điểm này sao không nói tiếp. Giờ sắc uẩn nghe lại nha, sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn có mặt, đúng chưa? Thì cái này nếu mà ở cõi ngũ uẩn á thì sắc uẩn có mặt thì đương nhiên là thọ uẩn có mặt, đúng chưa? Ghi ra đi, ghi ra đi. Cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn có mặt. Ai ghi ra giùm cái đó đi cho nó dễ thấy ha. Sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn có mặt, mà cõi ngũ uẩn á, cõi ngũ uẩn. Ủa sao không ai ghi vậy? Alo, có nghe không? Alo. Sắc uẩn cõi uẩn ha, cõi uẩn mình hai chấm nha, thì sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn có mặt, nhưng mà cõi nhất uẩn, cõi nhất uẩn thì sắc uẩn có mặt, thọ uẩn có mặt không? Cõi nhất uẩn là cõi vô tưởng đó, là chỉ có sắc uẩn. À không, đúng là thì cõi cõi nhất uẩn thì sắc uẩn có mặt thì không có thọ uẩn, thọ uẩn không có mặt, ghi luôn cõi cõi nhất uẩn thì sắc uẩn có mặt thì không, thì thọ uẩn không có mặt. Cõi nhất uẩn sắc uẩn có mặt thì thọ uẩn không có mặt. Cõi nhất uẩn tức là cõi vô tưởng á, là nó chỉ có sắc thôi chứ nó không có danh, à, thành ra nó không có thọ được.
Rồi thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn có mặt, phải chăng? Thì giờ với cõi tứ danh quẩn, thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn không có mặt. À, cõi tứ quẩn, cõi tứ danh quẩn á, cõi nhất quẩn, ngũ quẩn, nhất quẩn, rồi cõi tứ quẩn thì thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn không có mặt. Vẫn ngũ quẩn thì có, ngũ quẩn thì có đầy đủ hết, đúng không? Cõi tứ danh quẩn thì thọ quẩn có mặt thì sắc quẩn không có mặt. Rồi, đó là như vậy, vì hiểu không? Nắm được mà, alo, hiểu không? Nắm được không? Ok. Sao đó ha, đó tức là khi mà mình những cái câu hỏi này giúp cho mình có một cái sự mà hiểu biết một cách chính xác hơn, không có bị sót không. Thì mình nó nói cho mình sót cái cõi sắc quẩn nè, cái cõi nhất quẩn á, cái cõi nhất quẩn, cõi vô tưởng á. À, mình hay bị mất cái đó, mình quên cái cõi này, nhưng mà chính vì vậy độ đó chúng ta dễ bị lạc pháp vô cho đó. À, thì có những cái cõi đó thì nó không có danh quẩn, nó chỉ có sắc quẩn thôi. À, cho nên sắc quẩn có mặt thì thọ quẩn không có mặt. À, là cái vấn đề chúng ta để ý là về cõi ngũ quẩn, cõi tứ danh quẩn và cõi nhất quẩn. À, mình phải hiểu phân ra như vậy để cho mình thấy được vấn đề, học thêm được những cái chi pháp nó chính xác hơn. À, để không thôi nhiều người ta bắt bí mình không biết, mình không có nắm được chi pháp mình dễ bị sai lạc ha. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học hoàn tất cái buổi học hôm nay, rất là xa thú, hôm nay là quý vị lấy được 10 điểm khá nhiều ha. Ngon lành, trí tuệ càng ngày càng sắc bén, và cũng do phước báo chúng ta học hôm nay, nguyện cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng niệm nhau cả thầy. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ. Rồi xin mời MC. Nam mô Bụt Đà Dạ, và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh Milanda đã giảng dạy cho bài học cho chúng con buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Và văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ. Con xin thay mặt đạo tràng kính trương sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tạ sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca đoàn tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đà na pa ti upa sa ca Gamma cha đề sa ni gamma cha yết sa ra sam ba na phu ta sukhi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng ba tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu san kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô
tu sa bang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no wu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú quá nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai, cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Và chúng ta sẽ được Sư Pháp Thanh dạy cho chúng ta tiếp về phần Ngạ Quỷ Sự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị.